Xin chào các bạn. Thì hôm nay tôi sẽ đập hộp sản phẩm của hãng Bandai. Và tên sản phẩm này là Rabbito Tank Sparkling Ngự. Thì cái sản phẩm này cũng lâu rồi, nhưng hôm nay thì tôi mới nhận được hàng. Đó, thì giá của sản phẩm này tôi mua tổng cộng là 2.190 yên, tương đương là khoảng 450.000 tiền Việt Nam. Thì sản phẩm này là cái thiết kế ở bên ngoài của cái hộp bên ngoài của sản phẩm này rất là tinh tế và đẹp, bắt mắt. Có và bên cạnh hộp thì là sparkling form của Kamen Rider Build, và đằng trước là cái lon này thì nhìn nó giống lon Coca của chúng ta hay uống đó. Đấy, rất là đẹp. Và đằng sau là cách hướng dẫn sử dụng và tem bảo hành. Và bây giờ tôi sẽ mở nó ra. Thì bên trong thì gồm có, đó chính là một giấy hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Nhật, và kèm theo là sparkling. Đó. Đấy. Đó. Nhìn rất là ok. Rất là ok. Bây giờ tôi sẽ tháo cái nút chặn pin và cái mổ này trên đầu để chặn, không cho nó bị gọi là chống phá trinh. Đó. Ngay trước bạn các bạn là sparkling ngự. Một form tiến hóa của Rabbit và Tank của Kamen Rider Build. Và bây giờ tôi sẽ thử âm thanh của nó. Đây. Rất ok. Âm thanh rất là ok. Và mỗi khi sử dụng thì là chúng ta sẽ ấn cái này lên. Đây. Ấn hai cái đầu này lên. Và ở trên là có một lắp giống như những cái lon nước của chúng ta vậy. Đó. Thì bây giờ chúng ta sẽ sóc nó lên. Đó. Khi mà sóc sẽ kèm theo âm thanh. Đó. Và chúng ta sẽ mở nắp này. Đó. Khi mà mở lắp lên như này thì cái chân ở giữa, hai chân ở giữa, chân Rabbit và chân Tank sẽ thụt xuống. Và khi chúng ta sử dụng, chúng ta lại ấn lên và lắp. Và mở lắp. Đó. Và cái chi tiết của cái sparkling ngự này rất là đẹp. Đó. Thiết kế rất là bắt mắt. Họa tiết rất là sắc sảo. Và hai màu trắng và đỏ. Nói chung là nó y hệt như cái mắt của bên của Kamen Rider Build. Nó tượng trưng cho cái form của Kamen Rider Build. Ok. Bây giờ chúng ta sẽ lắp thử vào driver của Kamen Rider Build. Đó là Build Driver. Bắt đầu. Đây là Build Driver. Chúng ta sẽ bắt đầu lắp. Lắp sparkling ngự. Sau đó mở lắp. Tiếp theo là lắp vào build driver. Âm thanh rất là ok. Rất là ổn. Henshin! Are you ready?
Âm thanh y hệt trong phim luôn. Và tiếp tục Sparkling Finish. Sparkling Finish. Thì cái khi mà chúng ta lắp cái Sparkling Glue này vào Build Driver thì cảm giác rất là đẹp. Hai bên màu của Build Driver và màu của Sparkling Glue nó kết hợp với nhau, nhìn rất là ok, hòa hợp, rất là hòa hợp. Và tôi sẽ làm lại Sparkling Glue Finish một lần nữa. Đấy, hai cái mắt nó nhấp nháy liên tục, nhìn rất là bắt mắt. Sparkling Finish. Đó, thì đây chính là toàn bộ những cái gì mà Sparkling Glue đem lại. Thì tôi xin đến đây, tôi xin kết thúc video review đến đây. Mong các bạn có thể ủng hộ tôi vào những clip sau. Xin chào tất cả các bạn.